Chào mừng các bạn đã đến với Thủ Thuật Tin Học. Thì hôm nay Thủ Thuật Tin Học sẽ dẫn các bạn cách mà đăng nhập hai tài khoản Zalo trên một cái điện thoại iPhone. Tức là ở đây mình sẽ tiến hành đăng nhập hai tài khoản Zalo trên một cái điện thoại. Một cái tài khoản là đăng nhập qua app, một cái tài khoản Zalo trên app. Đây một tài khoản Zalo đã đăng nhập trước đó rồi. Giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập thêm một cái tài khoản Zalo thứ hai mà thông qua trình duyệt web để có thể đăng nhập vào tài khoản Zalo thứ hai một cách dễ dàng. Ở đây thì tức là mình có thể đăng nhập tài khoản Zalo của cái điện thoại khác nha. Tuy nhiên cái điện thoại khác vẫn còn đăng nhập Zalo bình thường. Mình vẫn có thể thấy được những cái tin nhắn trên điện thoại iPhone của mình. Ok, thì đầu tiên các bạn sẽ vào App Store để tiến hành tải cho mình cái ứng dụng ha. Tải cho mình cái ứng dụng có tên là Google Chrome. Đó. Sau đó các bạn tiến hành tải cái ứng dụng Google Chrome về ha. Bấm tải về. Lúc này nó sẽ tiến hành tải cái ứng dụng Google Chrome của mình về. Các bạn sẽ chờ đợi nó cài đặt ha. Thì trong quá trình chờ đợi thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh Thủ Thuật Tin Học ha, để không bỏ lỡ video mới nhất từ Thủ Thuật Tin Học ha. Khi các bạn tải Google Chrome về thì các bạn có thể sử dụng Google Chrome để đăng nhập tài khoản Zalo thứ hai thông qua trình duyệt Google Chrome này ha. Và sau khi tải xong các bạn chọn mở ha, mở lên. Ok, thì nó đã mở lên tài khoản Google Chrome lên. Tới đây thì các bạn có thể tiến hành đăng nhập. Đây có thể đăng nhập vào tài khoản Google của mình nếu muốn ha. Các bạn hãy chọn tài khoản Google đây, nó sẽ hiện ra các tài khoản Google trên máy của mình ha. Nếu các bạn muốn thì các bạn đăng nhập vào để nó đồng bộ hóa cái trang web và trình duyệt của mình ha. Đây mình sẽ không đăng nhập ha. Giờ tiếp theo nó hỏi là có muốn sử dụng trình duyệt của Google Chrome làm trình duyệt mặc định hay không. Ở đây mình chọn không ha. Rồi, ok, thì đây là giao diện của trình duyệt Google Chrome. Thì sau khi vào trình duyệt Google Chrome, bây giờ mình sẽ vào thử một cái trang nào đó ha. Mình sẽ vào thử một trang bất kỳ trên Google Chrome. Đây sẽ mình vào cái trang Google dịch nha. Rồi. Để sau đó thì các bạn sẽ chuyển qua chế độ trang web dành cho máy tính và cách các bạn click vào phía dưới 3 chấm dưới này. Ok, sau đó các bạn kéo xuống dưới ha. Rồi các bạn sẽ chọn là yêu cầu trang web dành cho máy tính. Thì lúc này sẽ chuyển về cái dạng trang web dành cho máy tính. Rồi sau đó các bạn sẽ đi với cái trang có tên là id.zalo.me hoặc là cái trang chat.zalo.me cũng được nha. Thì các bạn có thể chọn trang này cũng được. Rồi mình sẽ vào trang id.zalo.me, rồi chọn đi. Rồi nhập cái trang này vào, sau đó các bạn chọn vào trang này ha. Rồi ok, thì nó sẽ đi đến cái trang chat.zalo.me này. Rồi các bạn có thể sử dụng, nó hiện ra các mã QR trên điện thoại mình, nên mình chọn đồng ý nha. Rồi nó hiện ra các mã QR này. Rồi các bạn để có thể đăng nhập vào Zalo trên máy tính. Thì các bạn sẽ sử dụng một cái điện thoại thứ hai mà có tài khoản Zalo mà các bạn muốn đăng nhập vô thẻ iPhone. Đây mình giữ để cái điện thoại Zalo ở trên điện thoại thứ hai của mình, thì mình sẽ chọn vào cái mục quét mã QR. Và sau đó mình sẽ tiến hành quét mã QR trên cái điện thoại iPhone này để tiến hành đăng nhập ha. Theo sau hỏi mình có kiểm tra thông tin đăng nhập ha, mình chọn tôi đã kiểm tra rồi chọn đăng nhập. Nó có hiện lên cái trình duyệt đăng nhập cũng như là ngày giờ đăng nhập luôn. Rồi mình chọn đăng nhập ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn, nó hỏi đăng nhập thiết bị lạ hay không thì mình cũng chọn đăng nhập ha. Có đăng nhập trên thiết bị lạ. Rồi mình sẽ tiến hành quét mã vân tay ha, quét dấu vân tay để tiến hành xác thực thôi. Ok, thì tới đây xem như mình đã đăng nhập thành công. Và lưu ý là sau khi đăng nhập trên điện thoại iPhone thì cái điện thoại cũ của mình vẫn đăng nhập bình thường nha các bạn, chứ nó không có bị thoát ra nha. Cái điện thoại cũ mình vẫn là đăng nhập tài khoản Zalo đó như bình thường. Và trên điện thoại iPhone nó sẽ có một cái tài khoản Zalo mới được đăng nhập đó nè. Đây mà tài khoản Zalo mình đã đăng nhập thành công. Giờ mình mới đăng nhập cho nó chưa có tin nhắn gì hết trơn nha. Nhưng mà từ đây vì sau khi có tin nhắn từ tài khoản Zalo này thì nó sẽ nhận được nha. Nó sẽ có được. Thì các bạn có thể tiến hành nhắn tin. Tuy nhiên ở đây mình chỉ có thể nhắn tin rồi nhận được tin nhắn thôi. Chứ các bạn không thể thực hiện cuộc gọi nha. Tuy nhiên nếu như có cuộc gọi đến thì các bạn sẽ biết được là có ai gọi đến thôi, chứ các bạn sẽ không thể nghe được nha. Các bạn chỉ có thể nhắn tin thôi, trên chế độ Zalo web thôi. Các bạn có thể nhắn tin dễ dàng. Đây ví dụ như mình sẽ tiến hành nhắn tin ha. Đó. Rồi mình có thể dễ dàng nhắn tin đến một người nào đó. Thì người ta sẽ nhận được cái tin nhắn này ha. Hoặc là các bạn có thể khi có người khác nhắn tin đến thì các bạn cũng sẽ nhận được trên cái Zalo web này một cách dễ dàng. Giống như là trên cái điện thoại kia. Đây mình sẽ có người nhắn tin tới thì nó cũng sẽ nhận được ha, tin nhắn một cách dễ dàng trong cái Zalo web này. Và điện thoại Zalo dễ dàng ha. Nhưng mình sẽ không thể thực hiện được cuộc gọi trên Zalo web nha. Từ đây về sau khi các bạn vào trang chat.zalo.me trên trình duyệt Google Chrome thì nó tự động nó sẽ đăng nhập cho tài khoản Zalo này cho các bạn luôn nha, tài khoản này cho các bạn luôn, trừ khi là cái tài khoản Zalo này đăng nhập trên thiết bị khác ha, đăng nhập trên Zalo web trên thiết bị khác thì nó mới bị đăng xuất ra à, còn không thì nó vẫn lưu đó, nó vẫn nằm trên cái trình duyệt Google Chrome này à. Đây tài khoản Zalo ban đầu của mình nè à, trên app trên ứng dụng Zalo à. Còn đây là tài khoản Zalo, còn bên đây là tài khoản Zalo web à, trên cái trang trên Google Chrome ha. Đó. Thì sau này nó vẫn còn lưu ở đây, các bạn không cần phải quét mã QR ha mỗi lần đăng nhập mà các bạn chỉ cần quét một lần thôi là nó sẽ lưu lại ha, cho đến khi nào bạn xóa bao nhiêu khác hoặc là đăng nhập cho thiết bị khác mới bị đăng xuất ra thôi ha. Rồi giả sử mình thoát khỏi trình duyệt Google Chrome nè, mình thoát trình duyệt Google Chrome ra rồi sau đó mình vào lại ha, mình mở trình duyệt Google Chrome lại thì nó vẫn còn ha. Đây mở Google Chrome lại đó, thì nó vẫn đăng nhập vào cái tài khoản Zalo của mình ha. Đó, đó nó sẽ tự động đăng nhập lại tài khoản Zalo lúc nãy của mình, và trên cái trang chat.zalo.me nó cũng sẽ tự động đăng nhập lại ha. Mình không cần phải quét mã QR lại. Đó. Sẽ mình vào trang khác, sẽ mình quay lại thì nó vẫn còn đăng nhập cho mình vào trang chat.zalo.me thì nó vẫn đăng nhập lại bình thường ha. Ok, đây mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh Thủ Thuật Tin Học để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Thủ Thuật Tin Học ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.